Kênh Đất Bà Rịa Vũng Tàu Giá Rẻ Phan Văn Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em có một căn nhà vườn ngang 10 sâu 45 anh chị nha. Mặt tiền đường số 6 xã Tâm Phước huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có 100 thổ cư, có một căn nhà vườn rất chi là đẹp như vậy. Hướng này là anh chị đi thẳng ra đường hương lộ 4 nè. À, đây là căn nhà của mình nè. Em quay quảng cáo tổng quát bên ngoài anh chị nha. Rồi em quay vô trong cho anh chị xem. À, hiện tại là căn nhà này là chỗ đi vắng anh chị. À, à, cái phần của mình là cái phần bê tông này anh chị nha. Đó, là ngang 10 sâu 45 nha anh chị. Có 100 mấy thổ cư. Đó, phía trước sân của mình rất chi là rộng rãi nè, có cái cây cao và có cái thông phía trước anh chị nha. À, đây nè. Nhà nhìn cũng còn còn mới khoảng độ 70% anh chị nha. Giọng vô ở được nha anh chị, có hai phòng ngủ nha. À, để em quay sơ trong nhà cho anh chị xem. À, à, nhà này là dòng cửa gỗ, dùng cửa gỗ nha anh chị. À, này là phòng khách nè, à, có cái cửa sổ bên bên hông, là bên bên hai bên là cửa sổ hết, rất chỉ là thông thoáng anh chị nha. À, phía sau là có hai cái phòng ngủ nè, à, cũng chơi cửa gỗ luôn. À, phòng ngủ đây. À, à, đây cũng là phía sau là toilet và phòng bếp. À, đi ra luôn là vườn luôn anh chị nha. Ra ngoài đây là vườn mình là sát cái miếng phía sau luôn nha anh chị, phía sau mình còn rất là rộng rãi anh chị, làm vườn rồi trồng cây ăn trái rồi sân phơi các thứ nha, rất là rộng anh chị nha. À, mình là qua bên này luôn, là tới cái miếng bê tông này là mới hết cái đất của mình nha anh chị. Này à, phía xung quanh này hàng xóm cũng rất là khu dân cư đông đúc anh chị nha. Vị trí của mình là gần chợ, trường học, ủy ban nha anh chị, bán kính khoảng độ 1 km đổ về thôi. À, cái mí này là mí của mình nè. À, nhà mình là có cây xoài đó anh chị nha. Started fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen. Đây là em quay phải là cam cho anh chị xem, đây là căn nhà của mình tổng quát nha. Đó, thấy không? Coi như rào ba bên rồi, còn một bên này là chưa rào thôi. Đó. Đó, nhìn xa xa là khu du lịch Dinh Bà Cố đó anh chị nha, gần với cái trường học đó, đó là trường học với lại khu vui chơi đó nha anh chị, khu vui văn hóa cộng đồng đó nha. Đó, còn bên kia nhìn qua là núi Dinh, đây là cái view núi rất là đẹp anh chị thấy không? Toàn là nhà sát sát hết luôn, nhà vườn sát sát khu đường nhựa bàn cờ hết anh chị nha. Đó, thấy không? Dân cư san sát nhanh chị, nhà máy thái đâu quá trời luôn nè. Ừ, hướng này là đi thẳng về hướng đất đỏ rồi siêu mọc các thứ nha anh chị nha. Còn đường là đường số 6 anh chị nè, thấy không? Đó, mặt tiền mình là đường nhựa thông hết luôn anh chị nha. Đó, được thông chứ đó, đây là nhà mình nè anh chị. Nào mà đầu tư sinh lời cái miếng này rất chỉ là ok luôn, giá chỉ có là 3 tỷ 490 triệu anh chị nha, 3 tỷ 490 triệu nha anh chị. À, còn bớt nhạy giấy tờ anh chị nha. Đây là cái nhà mình đây. À, vị trí của mình là cách biển Long Hải, Phước Hải có khoảng độ 8 đến 9 km đổ lại thôi anh chị nha. À, khu dân cư đông nghịch hết luôn này. À, anh chị nào mà thích nghỉ dưỡng, làm vườn nghỉ dưỡng, đầu tư sinh lời liên hệ cho em nha. Cái này đắt, vừa đắt vừa vừa nhà luôn, mà giá này là quá gì là đầu tư thoải mái nha anh chị. Hằng này hằng ngộp nên chị nha, thằng chủ đang thiện chí cần bán anh chị nha. À, anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nha. Đó, thấy không? Em quay vòng vòng cho anh chị thêm thấy cái khu dân cư nó như thế nào. À, hướng này là về chợ nè, cách chợ khoảng độ 600-700 m. À, đấy. Bây giờ em quay ra từ nhà mình ra đường lộ 4 cho anh chị xem nha. À, sát bên này. Đường này có thật kinh doanh buôn bán thoải mái nha anh chị. Tại một hướng đi về ấp Phước Trinh về hướng lộ tỉnh lộ 4B nha. Còn hướng ra là hướng ra đường này là ra đường hương lộ 14. Nếu mà anh chị quẹo phải là đi về đất đỏ Xuyên Mộc, Tô Xuyên Mộc ra ủy ban chợ là cái thứ. Còn quẹo trái là anh chị ra ngã ba chợ Bến khoảng độ cây rưỡi số thôi anh chị nha. À, tới ngã ba chợ Bến đầu quẹo phải ra vòng xoay Long Toàn khoảng độ 4 km nha anh chị nha. À, vòng xoay Long Điền còn xoay Cầu Rồng sau là cao tốc xuống đó nha anh chị. À, hướng này là anh chị đi về đất đỏ ủy ban nè, về Xuyên Mộc rồi về tỉnh lộ 4B nè. Còn hướng này là đi về
ngã ba Chợ Bến đó, khoảng độ 1,5 cây số đó. Và cách vòng xoay con rồng khoảng độ 4 km anh chị nha. À, đường Hương Lộ 4 này là kinh doanh buôn bán thoải mái, đi khoảng độ 500 m là tới bệnh viện huyện Long Điền anh chị nha. Còn quẹo trái là trường học, là trường học, trường này trường Mạc Đĩnh Chi nè, hai cái trường học, trung học, trường trường tiểu học, rồi trường mầm non cũng ở hết đây nha anh chị. Rồi để em quay sơ cái sổ cho anh chị xem nha. Đây là cái sổ anh chị nha. Thửa đất số là 1128 tại con đồ số 5 xã Tâm Phước huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 426,1 với dùng sử dụng riêng, đất ở tới 150 mét nha anh chị. À, đây là cái sổ của mình nè, biết trước cái đường nhựa. Hướng này là Hướng này hướng hướng đông nam anh chị nha. Đó. Hướng này hướng đông anh chị nha. À, anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nha, rất chi là mát mẻ nha anh chị. Rồi. Nhớ like và đăng ký kênh của em anh chị nha.